chúng mình sẽ học cách nói về những câu làm thế nào để chúng mình có thể gì hoạt động thật là tốt trong những môn thể thao nhá. Let's go. À, ví dụ trong môn bóng đá thì là sao? Chúng mình thì phải sút bóng thật là chuẩn xác để có thể gì vào được lưới, đúng không? Vậy thì chúng mình sẽ có câu you have to kick very well. You have to kick very well. À, trong môn đấm bốc thì sao? Chúng mình thường phải gì di chuyển rất là nhanh, đúng không? You have to move very fast. You have to move very fast. Hay là trong môn này thì chúng mình còn phải gì đấm, thì cái lực đấm tay của chúng mình phải thật là mạnh, đúng không, để có thể hạ gục được đối phương. Thì chúng mình sẽ nói you have to hit very hard. You have to hit very hard. Vừa rồi là một vài lời khuyên cho các con về những môn thể thao thì chúng mình nên làm thế nào để chúng mình có thể đạt được cái hiệu quả tối đa trong môn thể thao đó. Và nếu như các con có chơi bất cứ một môn thể thao nào thì các con cũng hãy nhớ là tìm hiểu này, và cũng như là cố gắng rèn luyện cho bản thân mình để mình có thể gì đạt được những mục tiêu tối đa trong môn thể thao đó nhé. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng gặp nhau sau nhé. Goodbye.